đồng bào và chiến sĩ yêu quý. Năm ngoái, toàn dân ta đã đoàn kết chặt chẽ ra sức chiến đấu, sản xuất và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Chỉ tính đến tháng 11 năm 66, quân và dân miền Nam anh dũng đã loại khỏi vòng chiến đấu 34 vạn tên địch, trong đó tiêu diệt hơn 23 vạn tên, bắn rơi và phá hủy hơn 1.900 chiếc máy bay địch, vân vân. Quân và dân miền Bắc dũng cảm đã bắn tan xác hơn 1.600 máy bay địch. Nhưng thắng lợi của chúng ta là do nhân dân ta tự lực cánh sinh là chính, nhưng cũng không tách rời sự giúp đỡ tận tình của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ nhiệt liệt của các nước bầu bạn và của nhân dân tiến bộ khắp thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Tôi xin thay mặt đồng bào và chiến sĩ ta gửi lời chúc năm mới đến anh em và bầu bạn ta khắp Nam Châu. Đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta, quyết đánh, quyết thắng, càng đánh càng thắng, thì Bác có bài ca chúc năm mới như sau: Xuân về xin có một bài ca gửi chúc đồng bào cả nước ta. Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi, tin mừng thắng lợi nở như hoa.